Xin chào quý khách đã ghé thăm shop linh kiện laptop tin cậy 100. Ở video này đầu tiên, tin cậy 100 sẽ giới thiệu 4 loại màn hình laptop phổ thông thay thế cho 80% laptop đang được sử dụng. Thứ hai, tin cậy 100 sẽ trả lời các câu hỏi mà quý khách hàng quan tâm nhất cho việc thay thế màn hình laptop. Đầu tiên là màn hình laptop 14.0 inch LED dày. Thứ hai là màn hình 14.0 inch LED mỏng, socket 40 pin, 40 chân. Thứ ba là màn hình 15.6 inch LED dày. Thứ tư là màn hình 15.6 inch LED mỏng, socket 40 pin. Về thông số kỹ thuật của 4 loại màn hình này, với độ phân giải là 1366 nhân với 768, đều là màn hình gương và không có khả năng chống lóa. Các câu hỏi mà quý khách hàng quan tâm nhất với việc thay thế màn hình laptop là: màn hình có phải là màn hình chính hãng hay không? Giá thành, thời gian bảo hành và chất lượng. Hầu hết các màn hình được bán và thay thế tại các cửa hàng và trung tâm đều là màn hình được các nhà cung cấp nhập về và gọi chung với tên là màn hình laptop thay thế. Mặc dù có nhiều nhãn hàng khác nhau như BOE, Samsung, LG hay Chime, nhưng chất lượng sàn sàn như nhau và cũng không hề thua kém so với lại màn hình chính hãng. Thời gian bảo hành thường là 12 tháng. Giá thành mà tin cậy 100 cung cấp ra tại thời điểm đầu năm 2015 này là đối với màn 14.0 inch LED dày và màn 14.0 inch LED slim socket 40 pin là 950.000. Đối với màn hình 15.6 inch LED dày là 1.100.000. Đối với màn hình 15.6 inch LED slim 40 pin là 1.020.000. Với tiêu chí hướng đến người sử dụng tin cậy 100, mong muốn quý khách hàng được sử dụng sản phẩm chất lượng nhất, thời gian bảo hành dài nhất, ứng với mức chi phí là hợp lý nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về màn hình laptop phù hợp với máy tính xách tay của bạn, vui lòng liên hệ với hotline 0962 555 272. Tin cậy 100 tư vấn 24/24, phục vụ quý khách. Xin cảm ơn.